Cam này là cam navel orange các bạn. Ở bên đó là ông xã mình đang hái một số cam xuống. Ở trên đó có nhiều lắm anh. Cam hái con chuột cũng của anh. Em thấy nó có cái con gì nó dưới kia có cái trái gì mà. Trời ơi coi nè. Trời ơi coi coi tiếng lại gần coi. Ủa sao mà con chuột gì mà ăn trái cam hay quá anh hả? À em thấy trong cái lùm đó có nhiều lắm á. Nguyên cái chùm đó đó. Chùm này có 3 trái nè. Để ăn thử trái để anh biết thấy cái nó làm sao. Nhiều nước quá ha, nó không bị chua. Để vài ngày bữa nữa là nó ngọt lô ra thêm á. Trời ơi em cũng muốn ăn miếng nữa sao đây. Cho miếng nè. Cho em miếng đi, em thích ăn cam á. Bây giờ mình vô mình làm một số đồ ăn cho gia đình. Hôm nay mình sẽ làm món orange chicken. Thank you.
Rắc thêm tí mè rang lên cho món nó thơm hơn một tí nữa. Món ăn này khi mình ăn nó có cái vị chua chua, ngọt ngọt, quyện với lại mùi thơm của gia giảm, hành, tỏi, gừng, mè. Khi mình ăn vô miếng gà thì nó giòn giòn, quyện thêm mấy cái mùi thơm thì ăn rất là hấp dẫn các bạn. Và đây là món orange chicken mà mình vừa mới làm xong. Đây là cam, hành ở trong vườn của mình. Món này mà ăn với cơm nóng hay là cơm chiên thì rất là ngon. Thôi mình tạm dừng ở đây. Mến chúc mọi người một ngày an bình, hạnh phúc bên gia đình nha. Bye bye.